Xin chào các bạn, hôm nay cả nhà mình sẽ đi biển chơi nha. Cũng lâu rồi các bạn, tụi mình mới đi biển trở lại cũng hơn 2 tuần á. Mình đậy lại mà. Mấy cái này là cái cần câu cá nục nè các bạn. Cái này mình cầm tay á Này lưỡi màu lông thôi à, ha. Dạ. Thì cái mồi nó là chỉ gì thôi à? chứ không có mồi, cần mồi gì hết á. Đó, nó có mấy cái sợi lông sáng sáng ở dưới đó. Một đàn như vậy là 5 lưỡi. Dạ. Nó một cái gì thì có 5 cái lưỡi câu. Ở dưới đây có cục Ừ. chì đúng không? Thì đây nè. Đó, mình có hai cái, ở nhà còn xây cua mấy cái nữa. Nó mòn rồi mình cứ thay. Dạ. Câu này lợi, nó không có mồi. Mình không có cần phải thay mồi gì hết các bạn, cứ cá dính xong rồi mình thảy xuống là nó ăn à. Đó, giờ mình chuẩn bị đi câu cá nục. Nắng lên rồi. Trời này thì người ta cũng sẽ ít có đi biển á các bạn. Thứ nhất là hết hè rồi, với lại dạ đúng rồi, người ta cũng ít có câu á. Hết hè rồi, với lại chuẩn bị vô mùa thu thì trời cũng lạnh. Còn những người mà thích đi nữa là chỉ đi câu cá nữa. Dạ, có những cái nhà nghỉ mát, người ta ra đó người ta chơi nha. Ủa, nắng lên xuống anh ha. Đẹp. Dạ. Rồi bắt đầu chuẩn bị nha các bạn. Mình từ ở trong bến ghe mình ra đây khoảng 200 mét thôi. Mới ra là dính được một con hả? Xích cục chì hả? Trời ơi, kỳ vậy trời. Rồi mới bỏ cục chì mới vô. Ba con. Ôi, Alex đứng chê ba ba rồi. Thấy nè. Ba con. Rồi. Chiếc Ocean Master đó. Quá. Hai con. Cũng được hai con đó các bạn. Rồi, ok, gỡ luôn. Tự biên từ biển. Đạo diễn đang quay rồi, đạo diễn đang quay cá. Bây giờ gió tới cũng hơi mạnh này đó, có một con bự hả? Đâu đâu, kéo lên coi anh coi. Đâu? Ôi ôi ôi, con bự chà bá không, lửa. Anh thấy hay không? Nó bơi theo các bạn, cái đầu mình thả cái cần câu xuống cái đó. Ui, nó mạnh ghê nha. Hay không anh? Hay quá. Cá bệnh. À, đó chính đây con. Trời, em thấy nó bơi theo rõ ràng lắm. Trời ơi, nó bự ghê. Nó bay nắp luôn nè. Bơi theo mình thả cần câu xuống là bắt đầu nó ăn liền. Ba ơi, á nó má nè. Này để thả tôi câu đi con. Trời ơi, nó chạy theo này các bạn. Cái lồng đó đó đúng nè. Ờ, nó vụt hết rồi. Ờ, còn hai ba con gì đó. Ơi, mới vụt hơi bị rối nữa. Kéo vậy. Lấy hàm kéo cá vậy không? Lấy kéo chậm quá là nó vụt hết luôn á.
Đoàn luôn, thiệt là đẹp luôn. Ô con bự. Để các bạn. Cũng được anh ha. Wow, cũng bự chứ. Lấy nhẹ thôi nha, 2 knot thôi. Rồi. Rồi được rồi. Được phải. Giỏi. Chạy ngay. Rồi Alex thấy đường chạy không? Giỏi. Rồi chạy ngay lại. Ừ được rồi. Bẻ ít thôi. Từ Alex bẻ nhiều quá. Alex lại lái đi con. Chiếc ra sao không vô đây chạy luôn. 4 chiếc. Alex phái chiếc đó không Alex? Phái chạy chiếc đó không? Anh chỉ có cái thao xăng lắm hả? Thì ăn thua mình chạy nhanh hay là chậm thôi. Nhưng giống như là phải chạy nhanh thôi chứ sao chạy chậm được. Chạy chậm chán vậy. Thì nó cũng hao chứ. Alex than đói bụng rồi cho nên tụi mình đi vô các bạn ơi. Với lại câu cá hôm nay sao thấy nó chán chán. Ít hơn mấy hôm ha. Dạ. Gió thôi em thấy trời này nắng lên đó chứ. Chỗ của mình ở đây. Lấy cẩn thận con. Hôm nay mình đi câu đủ ăn thôi các bạn. Cũng được 14 con ha. Được. Cá hôm nay nó cũng to to. Alex nó đang chọc bầy ngỗng rồi các bạn. Ảnh lại chọc chọc cái con ngỗng nó khè một cái anh bỏ anh chạy. Các bạn. Chiều nay thì nhà mình sẽ ăn bún riêu ha. Với lại mình đang làm bánh tiêu. Bánh tiêu thì mình làm bột đâu, cách đây 2 bữa rồi xong rồi cái làm bột xong rồi tối quá đó. Cái không có làm. Bỏ lại cho tủ lạnh đó, mình bọc lại để tủ lạnh đó. Mà tới hôm nay mình mới làm mà không biết bánh nó còn ngon không. Đây nè các bạn. Hồi sáng này mình cũng có đi câu chút xíu á các bạn. Đây nè. Kho một nồi cá mồi ha. Đó. Nhưng mà để ngày mai mình mới hâm lại. Cá mồi rồi mình làm bánh mì mình ăn á. Ngon á. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị mình chiên bánh tiêu. Hôm nay mình nấu bún riêu á các bạn, bằng cái cua mà mình bắt á. Xong rồi cái mình xay ra nè, hôm nay nấu. Nếu mà ngon á thì ngày mai á mình sẽ đi thả lòng cua ha, cái mình xay lại mình để tủ đá mình để dành mai mốt có để nấu bún riêu ăn. Hấp dẫn chưa?
Xay ra mình thấy cũng nhiều thịt lắm luôn á. Đây này, cho các bạn coi. Bột 2 ngày mà cũng nở nha các bạn. Tròn do nè. Vậy làm mai mốt á, mà mình có thích làm ăn á thì mình cứ làm xong rồi mình bỏ tủ lạnh cũng được á. Đó, ngon chưa? Tròn xe luôn. Bánh tiêu á. Đem chở lại. Phình lên rồi kìa. Tự nhiên em thèm bánh tiêu bất tử. Xé ra. Nó nóng. Nè các bạn, cái này có bánh bò nhét vô ngon lắm luôn. Phải lắm. Làm cái gì cũng nhảy vô. Cán mạnh lên rồi để mày chở lại. Anh ấy làm này mỏng mà nó lủng quá. Cái này nó sớm bị lủng luôn nè. Mỏng quá. Chưa cái điều tây ha. Lấy làm giỏi gớm chứ. Đó là con làm nè. Bữa nay ông. Bữa nay Alex ra phá cái nhà bếp tanh bành luôn. Cười. Dạ một tá nữa đi. Nóng mỏng luôn nè. Cái này vừa vừa thôi ngon hơn đó. Đói bụng chưa? Thôi. Có chả lụa nữa nhưng mà hôm nay cái em trong tủ đá em làm biếng lấy ra. Cho nên mình ăn vậy thôi. Ăn vậy là ngon lắm rồi. Lâu lắm mà mình mới ăn thịt lại nè. Dạ. Chả cua nè, em nghĩ là anh ăn anh ghiền luôn á. Ngon hết các bạn. Nếu ghiền thì mai đi bỏ cua tiếp. Dạ. Đó, hấp dẫn chưa của anh á. Hấp dẫn. Quá sôi luôn. Không có rau gì luôn á nha. Alex bữa nay ăn Alex ăn gì Alex? Chút nữa ăn hả? Đơn giản. Dạ. Mình thấy hấp dẫn quá đó, giống trong tiệm hết chứ. Mời các bạn ăn bún riêu cua tóc hành nha. Ngon. À, có gì nấu nấy các bạn. Nghe mùi cũng thơm nè. Dạ. Cua này á là mình câu á. Ủa không phải, mình thả xong rồi cái mình về mình xay ra các bạn. Chút ớt nè. Ăn cực kỳ nó ngon. Mời cả nhà nha. Mời các bạn ăn cùng gia đình nhỏ ha. Ngon. Quá ngon. Lâu lâu ăn lại những cái món Việt Nam mình nó nấu á, ngon quá. Trộn cái nước ngọt cua nghe luôn á. Cua này ngon. Anh hấp thử cái nước đây. Nước bằng mặt. Ăn ra ăn lấy cái rổ rau ha. Cũng được. À, ngon lắm. Chắc ngày mai phải đi bắt cua thêm về để làm để dành ăn bún bún riêu quá. Ngon thiệt anh, có cái nước nó ngọt thanh lắm. Ngon. Các bạn biết không? Hôm bữa mình bắt riêu này. Ngon quá. Mình bắt cua nhiều quá đó. Cái trong tủ đá không có còn chỗ để nữa. Cho nên là tụi mình không có thả nữa các bạn. Bắt đầu cua tháng 8 đó các bạn, rất là ngon luôn ha. Tháng 9 là nó có gạch đó. Tháng 10 á là mình được quyền bắt tôm hùm á các bạn. Tôm hùm thì khá lòng. Nãy cái lòng của mình nó cũng vô vậy. Hồi năm rồi mình cũng thả được con tôm hùm á. Ớt. Ăn đi. Mấy cái món này nhớ lại ở Việt Nam. Thường rủ nhau đi ăn. Cái này, no rồi hả? Cái này mình xay chung với tôm được không? Được chứ.
làm cua xong rồi rồi trộn tôm vô. Anh chả cua hả tôm đây nè. Những cái thời mùa thu á, bên ngoài lạnh á, mình ăn mấy cái món này nó rất ấm bụng. Ừ. Mùa thu á các bạn mà ăn lẩu hay là ăn bún ăn này có nước gì á ngon. Lát ăn không? Nhìn mẹ làm cho lát ăn con nha. Một chút muốn mẹ đi. Ừ. Nghĩa là ngày mai mình đi bắt cua quá. Dạ. Ngày mai mình sẽ đi thả cua các bạn. Chút xuống sẽ bỏ cá ra. Đó là cái tháng này là cua nó nhiều. À, bỏ cá ra làm mồi á. Cua nhiều mà nó ngon nữa. Ừ. Thịt nó nhiều quá để gạch nó nhiều. Ăn nữa hả? Ừ. Cá của mình có bỏ ớt chút xíu mà ảnh ăn được á. Hay không? Đến đây chua biển. Mùa hè thì câu cá nục, mùa thu thì đi bắt cua. À. Rồi mẹ làm tô mẹ đút vào lát nha. À, sắp xỉu vui rồi. Làm cái món cua này nó cũng công phu lắm, lâu thời gian lắm. Bữa anh thấy em làm á. Ồ, xay. Con cua này các bạn biết không, nó cứng á. Xay mà sợ bể cái cối còn hơn vậy. Xay mà nghe nó rầm 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 ở trong đó. Anh thích ăn cái ruột thì đặc á thì là cái nhỏ á. Giống cái gói ngủ quá vậy, nằm ngủ này giống cái gói quá. Để ra đấy. Anh lựa cái bánh của anh làm cái gì đó. Dạ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của gia đình nhỏ ha. Hẹn các bạn vào những clip sau. Bye bye. Bye bye các bạn.